Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ trong chuyển đổi số cho lĩnh vực sản xuất thủy sản còn rất ít. Và thực tế, người nuôi trồng thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh thường xuyên, cách quản lý, giám sát chưa phù hợp, cũng như thiếu sự hỗ trợ của kỹ thuật. Thấu hiểu được khó khăn này, một ứng dụng mang tên Farmex đã ra đời, giúp giải quyết được rất nhiều những vấn đề mà người nuôi trồng thủy sản hiện đang mắc phải hiện nay. Cụ thể ra sao, kính mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự của tạp chí Start 360 ngày hôm nay. Farmex là ứng dụng giúp cho những doanh nghiệp hay những hộ nuôi trồng thủy sản có thể giám sát và quản lý từ xa thông qua một tủ điện có tên là Cabinex được lắp đặt tại trại nuôi. Ứng dụng Farmex là sự kết hợp từ các công nghệ hàng đầu như lưu trữ đám mây, AI, Big Data, hỗ trợ người dân ghi chép nhật ký nhanh chóng, quản lý thu chi và cảnh báo dịch bệnh. Ứng dụng Farmex cho phép người nuôi ghi nhật ký hàng ngày một cách chính xác, cụ thể, dễ dàng cho cả người không rành công nghệ. Theo đó có thể theo dõi và quản lý chi tiết từng loại thức ăn, thuốc trộn, hóa chất xử lý, tùy chọn các chỉ số môi trường sao cho phù hợp. Farmex là một ứng dụng để giúp cho những doanh nghiệp và những hộ nuôi trồng thủy sản có thể theo dõi và giám sát các trại nuôi từ xa thông qua những cái thiết bị IoT được lắp đặt ở ao nuôi. Trên thế giới thì những cái nước phát triển họ ứng dụng rất là nhiều ứng dụng công nghệ vào trong cái lĩnh vực nông nghiệp như những cái công nghệ vừa kể trên. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hiện tại thì còn rất là hạn chế trong cái việc ứng dụng những công nghệ này. Vì vậy mà chúng tôi đang muốn đưa những cái công nghệ này vào cho những cái người nông dân để giúp cho họ tiếp cận được những công nghệ mới, tiên tiến của thế giới. Việc làm sao để khách hàng có thể bám sát được chi phí cho cả một vụ nuôi ở bất kỳ thời điểm nào, làm sao để khách hàng biết được vụ này sản lượng áng chừng bao nhiêu để bán cho doanh nghiệp, có lẽ là vấn đề được quan tâm, lo lắng nhất nhưng lại có ít biện pháp để khắc phục nhất. Theo đó, Farmex giống như một lời giải đáp cho tất cả các thắc mắc trên khi giúp cho khách hàng có thể tính chi phí mỗi ngày, phân tích chi phí theo thời gian cụ thể, thậm chí là tự động hạch toán chi phí đầy đủ của mỗi vụ nuôi. Tính năng quản lý kho của Farmex giúp người nuôi lập kế hoạch nhập thêm sản phẩm để phục vụ cho sản xuất, đồng thời thông báo đến người dùng khi sản phẩm trong kho sắp hết. Ngoài ra, tính năng này còn giúp cho người nuôi quản lý nhập tồn kho, ghi chép lại lịch sử đã xuất theo từng loại thức ăn hóa chất từng vụ cụ thể và chính xác, thống kê được số sản phẩm còn lại trong kho và tự động xuất sản phẩm theo nhật ký. Việc làm sao để khách hàng có thể bám sát được chi phí cho cả một vụ nuôi ở bất kỳ thời điểm nào, làm sao để khách hàng biết được vụ này sản lượng áng chừng bao nhiêu để bán cho doanh nghiệp, có lẽ là vấn đề được quan tâm, lo lắng nhất nhưng lại có ít biện pháp để khắc phục nhất. Theo đó, Farmex giống như một lời giải đáp cho tất cả các thắc mắc trên khi giúp cho khách hàng có thể tính chi phí mỗi ngày, phân tích chi phí theo thời gian cụ thể, thậm chí là tự động hạch toán chi phí đầy đủ của mỗi vụ nuôi. Việc chủ trại có thể phải quản lý quá nhiều mô hình trang trại khiến cho việc bao quát được hết các tình hình gặp khó khăn. Để giải quyết vấn đề đó, Farmex có tính năng phân quyền quản lý cho nhân công chỉ bằng mã QR. Theo đó, tài khoản chủ có thể xem được đầy đủ các báo cáo chi phí, từ chi tiết đến tổng quan, phân quyền quản lý trại, có quyền quản lý ao, vụ nuôi, thậm chí là quyền quản lý ao, chỉ ghi nhật ký ao, xem lịch làm việc tại ao. Chúng tôi thiết kế cái ứng dụng để làm sao cho nó dễ dàng nhất cho những cái trại nuôi. Thì hiện tại thì việc mà để mà sử dụng ứng dụng là người nuôi chỉ cần mua những cái thiết bị về. Sau đó thì đấu những cái thiết bị vào cái hệ thống thiết bị trên ao. Sau đó thì chỉ cần là tải cái ứng dụng Farmex ở trên CS Play hoặc App Store và scan cái QR code thì cái ứng dụng có thể theo dõi được những cái thiết bị hoặc là điều khiển được những thiết bị. Chúng tôi có ba cái lợi thế lớn so với những cái đối thủ trên thị trường. Đó là thứ nhất là chúng tôi phát triển một cái nền tảng quản lý trại nuôi đã hoàn thiện hơn 4 năm. Với cái lợi thế là chúng tôi phát triển phù hợp với cái điều kiện canh tác của Việt Nam mà những cái đối thủ ở trên thị trường chưa làm được. Cái thứ hai đó là cái công nghệ tự động vệ sinh và quản lý bảo quản cái đầu dò. Với cái công nghệ này thì sẽ giúp cho cái đầu dò nó hoạt động chính xác liên tục ở dưới nước, dưới ao mà người nuôi không cần phải vệ sinh nó. Thứ ba đó là chúng tôi tập trung vào cái ngành thủy sản để phát triển một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh từ tự động hóa cho đến quản lý trại nuôi và truy xuất nguồn gốc. Tính năng nhắc quy trình nuôi, nhắc lịch làm việc của Farmex cho phép khách hàng cài đặt nhiều quy trình nuôi theo quy trình nuôi của trại, nhắc nhở các hoạt động được cài sẵn cho nhân công như cho ăn số lượng bao nhiêu, xử lý hóa chất gì, đo trọng lượng tôm,
Đồng thời quản lý có thể lên lịch làm việc cụ thể cho nhân công của trại nuôi. Hiện nay, việc người nuôi trồng hải sản thiếu kinh nghiệm nhận biết và xử lý bệnh ở thủy sản là vấn đề không hiếm gặp. Ngoài ra, họ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn thông tin chính thống và phù hợp với điều kiện, khả năng của họ dẫn tới nhiều trường hợp bị thiệt hại nặng nề trước mùa vụ thu hoạch. Do đó, Farmex đã tích hợp các tính năng tiện ích giúp cảnh báo dịch bệnh, cảnh báo các chỉ số môi trường, gợi ý xử lý, đồng thời mời chuyên gia vào xem nhật ký và tư vấn trực tuyến một cách kịp thời và phù hợp giúp giảm thiệt hại ao nuôi lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Farmex cung cấp khoảng 10 quy trình nuôi chuẩn Việt Gáp dành cho tôm và cá bên trong ứng dụng Farmex. Thương phẩm của bà con sẽ được kiểm định qua mã QR, tạo lợi nhuận khi thủy sản được xuất khẩu với nguồn gốc nguyên liệu đầu vào rõ ràng, chấm dứt nạn ép giá, khủng hoảng giá. Chỉ cần lắp đặt tủ điện Cabinex và máy đo môi trường Evestro tại khu vực trại nuôi, người nuôi có thể hoàn toàn điều khiển thiết bị trong ao từ xa. Các chỉ số môi trường như nhiệt độ nước, pH, ORP và độ mặn qua biểu đồ trực quan đều được cập nhật liên tục trên ứng dụng Farmex. Ngoài ra, Farmex sẽ phát cảnh báo dịch bệnh và cảnh báo khi các chỉ số vượt ngưỡng nguy hiểm đến ao nuôi. Và việc bật tắt thiết bị ngoài ao nuôi như sục khí, máy bơm, quạt từ xa hoàn toàn có thể hẹn giờ bật tắt qua ứng dụng Farmex. Hiện nay, những người nuôi trồng thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh thường xuyên, giá cả bấp bênh cũng như thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với vấn đề đầu ra như cá bị trả về, tôm bị kiểm 100% kháng sinh, cá tra bị bồi nhọ. Tất cả những điều trên đều cho thấy người chăn nuôi hiện đang thiếu sự minh bạch trong sản xuất. Ngành nông nghiệp của 4.0 hiện tại giờ chúng ta có thể đề cập đến, ví dụ như như mình vừa trao đổi, đó là những cái phân lớp chúng ta chia ra thành những cái lớp nhỏ như vậy. Ví dụ như lớp đầu tiên là lớp mà thu thập cảnh báo, thu thập thông tin, đấy là những hệ thống sensor. Đến lớp thứ hai là để thu thập thông tin đấy đưa truyền về hệ thống xử lý dữ liệu trung tâm. Đến cái lớp thứ ba là cái lớp vận hành khai thác. Vận hành khai thác chính là cung cấp cho những người sử dụng, người ta sẽ vào hệ thống, người ta thay đổi nghiệp vụ để đảm bảo sao đạt được chỉ tiêu năng suất tốt nhất và đạt được cái sản lượng tốt nhất, cao nhất. Thực ra đối với Việt Nam đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang dừng, sơ bộ thì đang dừng ở bước thứ ba. Có nghĩa là đã tạo ra được kết nối, đã tạo ra được một số lượng data đủ để có thể sử dụng, nhưng để có thể chuyển đổi nó thành một cái hệ thống tự động, độc lập để chạy hoàn toàn thì còn cần bước tiến rất là dài trong khoảng thời gian tới. Theo đó, Farmex ra đời như một giải pháp giúp hoàn thiện quy trình quản lý trại nuôi tôm cá và thay đổi mô hình chuỗi cung ứng hiện tại đang là vấn đề lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam. Một giải pháp triển khai rất đơn giản nhưng là một cuộc cách mạng thực sự trong ngành thủy sản, vừa giúp trang trại nuôi giảm rủi ro, giảm chi phí, có được đầu ra, vừa giúp cơ quan nhà nước giảm gánh nặng về quản lý thu hoạch và hỗ trợ. Người tiêu dùng còn có được sản phẩm có nguồn gốc rất chi tiết. Cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó là thay đổi cái thói quen của người chăn nuôi để giúp cho họ quản lý trại nuôi bằng cái việc sử dụng cái ứng dụng và công nghệ. Tại vì trước đây là những cái trại nuôi họ không có cái thói quen quản lý hoặc là không có thói quen ghi chép, ký hàng ngày để có được cái dữ liệu. Vì vậy mà để mà thiết kế một cái ứng dụng để làm sao họ sử dụng cái ứng dụng này hàng ngày, mỗi ngày thì nó là cả một cái vấn đề. Để giải quyết vấn đề này thì đội ngũ của chúng tôi tập trung vào phát triển những cái tính năng làm sao để cho những người chăn nuôi họ cảm thấy cái ứng dụng của mình hữu ích và họ sử dụng thường xuyên. Bên cạnh đó là chúng tôi phát triển những hệ sinh thái xung quanh. Khó khăn thứ hai đó là quá trình theo dõi môi trường liên tục. Đây là cái rào cản kỹ thuật rất lớn đối với team phát triển. Để làm sao cái những cái đầu dò đạt được cái độ bền và cái độ chính xác ở trong cái môi trường nước ao, thì sau nhiều rất là nhiều lần thất bại và cũng tốn rất là nhiều thời gian và công sức suốt hơn 4 năm thì cuối cùng chúng tôi mới phát triển ra được một cái giải pháp để tự động vệ sinh và bảo quản cái đầu dò để có thể giải quyết được triệt để cái vấn đề này. Mang lại hiệu quả thực tế cao, ứng dụng công nghệ Farmex đã giúp cho những hộ nuôi trồng thủy sản giải được bài toán còn tồn đọng bấy lâu nay, hoàn thiện được quy trình quản lý trại nuôi tôm cá, đồng thời giúp thay đổi mô hình chuỗi cung ứng hiện tại vẫn đang là vấn đề rất lớn của ngành nông nghiệp, để từ đó có thể minh bạch trong khâu quản lý, giám sát và nuôi trồng thủy sản, góp phần tăng năng suất, tăng lợi nhuận, đồng thời cũng giúp cho những hộ nông dân nuôi trồng thủy sản tiến gần hơn tới khoa học. Mục có thể bạn chưa biết ngày hôm nay có gì hấp dẫn, kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. QR code thực ra là một cái công nghệ khá là đơn giản thôi. Nó là một cái mã mà truyền thống thì mọi người hay biết đến cái mã vạch.
thì QR code là một dạng mã tương tự như mã vạch, nhưng tất nhiên là nó mới hơn và nó có cái khả năng lưu trữ dữ liệu nhiều hơn, khả năng linh hoạt hơn. Là một cái mã có thể in ra ở nhiều cái chất liệu khác nhau, trên nhiều chất liệu khác nhau, trên một cái tờ giấy hay trên một tấm mica. Và cái tính năng của nó là nó lưu được tương đối nhiều dữ liệu, khoảng 7.000 ký tự dữ liệu trong đó. Và có thể dùng nó để, ví dụ, để nhận diện một cái đơn vị bán hàng, hay nhận diện một cái người mua hàng, hay nhận diện một cái giao dịch. Đấy là tôi đang nói đến việc ứng dụng QR code vào trong thanh toán. Cái QR code rất là dễ, có thể rất là dễ đọc bởi một cái điện thoại di động thông minh với một cái ứng dụng đơn giản, và gần như mọi cái điện thoại di động thông minh ngày hôm nay đều có ứng dụng có thể đọc QR code. Thế thì cái việc ứng dụng nó vào trong thanh toán bằng ứng dụng trên điện thoại di động rất là dễ dàng, và đặc biệt là không tốn chi phí. Vì thường thì mọi người có điện thoại di động rồi, còn cái QR code có thể như là một tờ giấy in ra thôi. Cho nên là nó cũng có những cái tiềm năng rất là lớn trong việc mà ứng dụng phát triển thanh toán không tiền mặt. Đến đây thời lượng của tạp chí Start 360 cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.